Thế anh chị có bao giờ nhìn thấy gần 6.000 quả tim heo một lúc bao giờ chưa? Nó tương đương với gần 6.000 con heo. Đây đây là tim heo nhập khẩu trực tiếp từ Tây Ban Nha. Thì mỗi thùng hàng như vậy nó tầm 10 kg và chứa khoảng gần 25 đến 30 quả tim. Ở đây em có ba cái pallet tương đương với lại 73 gần 70 thùng, một cái pallet thì tương đương với lại 2 tấn tim heo. Thì quy ra thì nó được mỗi tim quả tim heo 3,5 đến 4 lạng. Thì ở đây có còn hơn gần 6.000 quả tim heo ha. Tim heo thì cái giá trị dinh dưỡng của nó rất là cao. Tim heo có chứa calo là chất béo là tinh bột kali natri canxi sắt B1 vitamin C không bao. Tim heo thì có thể chế biến rất nhiều món như là xào chua ngọt luộc khi cái quán này có thể mua về nấu cá lông hoặc bánh hỏi đúng không? Giá trị tim heo cũng tầm 50.000 thôi nha. Rồi mặt hàng tim heo thì bên em cũng còn nhiều mặt hàng về thịt heo đầy đủ các món, anh chị có nhu cầu thì để làm luôn cho em gọi báo giá và tư vấn. Bên em có đi giao hàng từ một thùng ha, anh chị là quán hàng quán nào có nhu cầu thì để làm bình luận cho em tư vấn và báo giá cụ thể. Các khách hàng ở tỉnh thì em cũng gửi đi nhà xe được nha.